Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Gương điển hình tiên tiến của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Quý vị và các bạn thân mến, sinh ra và lớn lên tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, thế nhưng chị Nông Thị Hậu lại chọn Lào Cai là quê hương thứ hai của mình với chuyên ngành được đào tạo là cử nhân điều dưỡng sản khoa. Chị Hậu từng là giáo viên giảng dạy tại trường Trung cấp Y Lào Cai. Năm 2016, chị chuyển về công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đảm nhận nhiệm vụ làm tổ trưởng tổ công tác xã hội bệnh viện. Bằng sự cố gắng nỗ lực của bản thân, chị Nông Thị Hậu cùng các thành viên trong tổ đã và đang thực hiện được nhiều chương trình hành động có ý nghĩa thiết thực hướng đến người bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn tấm gương nữ cán bộ y tế Nông Thị Hậu hết lòng với công tác xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chúng tôi không biểu diễn, chúng tôi mang âm nhạc đến để đổi lấy những nụ cười hiếm hoi nơi này. Là thông điệp mà chương trình Blue Trắng âm nhạc kết nối những yêu thương của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã và đang nỗ lực thực hiện hướng tới người bệnh. Đây là chương trình do Tổ công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai trực tiếp lên ý tưởng và triển khai từ tháng 3 năm 2017. Sau 9 số được thực hiện cùng nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa như mang âm nhạc đến giường bệnh, cắt tóc, cội đầu miễn phí, tặng quà người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, chương trình Blue Trắng âm nhạc kết nối những yêu thương đã và đang để lại nhiều dấu ấn với người bệnh và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng bởi tình thân ái và tính nhân văn sâu sắc. Vậy nhưng, để chương trình được thực hiện thành công và duy trì đều đặn qua từng quý, từng năm, phải ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của Tổ trưởng Tổ công tác xã hội Nông Thị Hậu. Chị Hậu một mặt động viên, khích lệ nhân viên, phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể, mặt khác kêu gọi sự quan tâm của các đơn vị mạnh thường quân có tấm lòng hảo tâm, cùng chung tay ủng hộ thực hiện chương trình. Ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên chúng tôi được kết hợp với lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trước hết là tham gia cái chương trình Blue Trắng, thì chúng tôi cũng đã phát động đoàn thanh niên tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 350.000. tới các bệnh nhân nghèo ở tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục huy động nguồn lực tại cơ quan cũng như là giới thiệu cái chương trình này tới các cơ quan bạn cũng như là các đối tác để tham gia một cách đông đảo hơn. Cái khó của chúng tôi trong cái quá trình thực hiện đó chính là trên địa bàn tỉnh Lào Cai thì cái câu chuyện công tác xã hội bệnh viện nó gần như là rất là mới mẻ, và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai thì cũng là một trong những cái đơn vị thực hiện cái hoạt động công tác xã hội một cách bán chuyên nghiệp như thế này. Thế thì cái câu chuyện xã hội sẽ phải tính toán như thế nào để cho nó hiệu quả và mang lại những cái lợi ích lớn nhất cho những bệnh nhân nghèo, động viên họ có những cái tư tưởng thoải mái, một cái tinh thần phối hợp tốt với bác sĩ để mau khỏi bệnh. Nhận nhiệm vụ tổ trưởng ngay từ khi Tổ công tác xã hội bệnh viện được thành lập vào mùng 1 tháng 1 năm 2016 với 18 thành viên. Mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ khi từ một giáo viên trường trung cấp y với chuyên ngành giảng dạy là điều dưỡng sản khoa sang đảm nhận công tác xã hội, thế nhưng với sự năng động sáng tạo, đặc biệt là phát huy được lợi thế từ nhiều năm tham gia công tác đoàn khi công tác tại trường y, chị Nông Thị Hậu đã lên kế hoạch và triển khai các chương trình hành động thiết thực hướng đến người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Với những hoạt động ý nghĩa và thiết thực của Tổ công tác xã hội đã góp phần không nhỏ làm thay đổi hình ảnh bệnh viện, đưa người bệnh đến gần hơn với nhân viên y tế. Bệnh nhân khi đến bệnh viện không chỉ được chăm sóc chu đáo về sức khỏe mà còn được quan tâm, hỗ trợ về vật chất tinh thần. Cùng với hiệu ứng tốt của chương trình Blue Trắng âm nhạc kết nối những yêu thương là một loạt các chương trình, hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác tiếp tục được chị Nông Thị Hậu cùng các nhân viên của mình thực hiện thành công. Tiêu biểu như triển khai cửa hàng không đồng, chương trình vui Tết thiếu nhi, trung thu cho em, Giáng sinh cho em, hay các hoạt động thăm hỏi, tặng quà người bệnh trong các dịp lễ Tết. Đã có hàng ngàn lượt người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được nhận quần áo, giày dép, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày từ cửa hàng không đồng. Cũng đã có rất nhiều trường hợp bệnh nhân nghèo, bệnh nhân nặng được thăm hỏi và tặng quà vào các dịp mùng 8 tháng 3, ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày Tết cổ truyền. Những hoạt động thiết thực này đã kịp thời động viên, khích lệ tinh thần người bệnh vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật. Tôi đã bị bệnh chạy thận nhân tạo này 13 năm, hoàn cảnh gia đình
cứ chi phí và các cái thứ như này thì rất là khó khăn. Thế thì sau đó thì 4 năm vừa rồi thì được cái sự ưu ái và quan tâm của trái tim từ thiện đã giúp bệnh nhân thận có những bữa cơm trưa, tức là để đảm bảo được cuộc sống và đảm bảo được thời gian chạy thận. Đồng hành cùng người bệnh có hoàn cảnh khó khăn từ năm 2016, câu lạc bộ trái tim nhân ái Lào Cai đều đặn hàng tuần vẫn mang đến cho người bệnh hàng ngàn ổ bánh mì mỗi sáng và hàng trăm suất cơm miễn phí trong hai ngày thứ ba, thứ năm mỗi tuần. Đặc biệt, từ khi Tổ công tác xã hội bệnh viện được thành lập, đã trở thành cầu nối giúp câu lạc bộ đến gần hơn với những người bệnh có hoàn cảnh bất hạnh. Như trường hợp bệnh nhân Lê Thị Hưng ở xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, gặp tai nạn giao thông đầu tháng 2 năm 2019, chồng chị không may mất ngay sau đó, chị bị chấn thương sọ não, đứt lưỡi. Không những thế, hoàn cảnh gia đình chị lại vô cùng khó khăn khi cả hai vợ chồng chỉ làm thuê kiếm sống, con còn thơ dại. Trước hoàn cảnh của gia đình, người cán bộ ngành y Nông Thị Hậu đã kêu gọi các tổ chức cá nhân ủng hộ. Bên cạnh những suất bánh mì, cơm miễn phí, câu lạc bộ trái tim nhân ái đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hơn 1 triệu đồng cho chị Hưng. Nghĩa cử nhân văn cao đẹp này đã kịp thời chia sẻ khó khăn, nỗi đau mất mát cùng gia đình. Từ hôm vào đây đến giờ thì tất cả là bác sĩ vẫn chăm sóc là em tớ là chu đáo mà tất cả là cảm ơn tất cả các bác sĩ. Hai năm gần đây thì là bên tổ công tác xã hội cũng hỗ trợ nhóm rất là nhiều về cái công tác như phát vé và kiểm soát vé và phát cho đúng đối tượng bệnh nhân để được hưởng những suất cơm mà theo đúng là những suất cơm của người nghèo. Năm 2018 cũng là năm ghi nhận dấu ấn của chị Nông Thị Hậu cùng Tổ công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh với những hoạt động xã hội ngoài cộng đồng. Cùng với sự giúp đỡ của Bệnh viện Bạch Mai, thành phố Hà Nội, chương trình khám tim bẩm sinh tặng quà tổ chức vui Tết Trung Thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được tổ chức thành công tại xã Long Phúc, huyện Bảo Yên. Ngoài ra, với mong muốn giúp đỡ được nhiều hơn nữa những hoàn cảnh bệnh nhân đặc biệt khó khăn khi ra viện, bản thân chị Nông Thị Hậu lại trực tiếp kết nối, kêu gọi cộng đồng, chung tay giúp đỡ về kinh tế cho bệnh nhân. Trong đó phải kể đến 3 trường hợp đặc biệt là cháu Triệu Minh Quân bị bệnh xương thủy tinh ở xã Minh Tân, huyện Bảo Yên, trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Thị Lộc bị tai nạn giao thông ở Bảo Thắng, hay trường hợp bệnh nhân Nùng Thị Trương, huyện Mường Khương, mất vì bệnh ung thư, để lại 4 con nhỏ trong cảnh mồ côi. Các trường hợp này đã được hỗ trợ với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Trong năm 2019 thì chúng tôi rất là mong muốn là sẽ có những sự kết nối chặt chẽ hơn giữa công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai với lại công tác xã hội của các bệnh viện bạn, đặc biệt là các bệnh viện trong tỉnh Lào Cai, để hoạt động công tác xã hội của bệnh viện trong toàn tỉnh Lào Cai nó sẽ tốt đồng đều, và cái sự đồng đều đó sẽ mang lại những lợi ích rất lớn cho tất cả những cái bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân khó khăn đã và đang điều trị tại các bệnh viện. Bên cạnh các hoạt động từ thiện, chị Nông Thị Hậu còn thể hiện sự sáng tạo của mình khi cho thành lập các tổ tư vấn, hỗ trợ bệnh nhân dọc tuyến hành lang bệnh viện, triển khai và thực hiện hiệu quả tổng đài chăm sóc khách hàng, cũng như làm tốt công tác truyền thông marketing, đào tạo và phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị truyền thông để đưa tin, quảng bá hình ảnh, góp phần tích cực, làm thay đổi hình ảnh là bệnh viện chất lượng, thân thiện đến nhân dân trong và ngoài tỉnh. Đồng chí Lương Bích Hậu với cái sự nhiệt tâm, nhiệt tình của mình và cái năng lực trong chuyên môn đã góp phần đẩy mạnh cái việc mà công tác xã hội ở tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Và Bệnh viện Đa khoa tỉnh là trong những điểm sáng làm tốt cái công tác xã hội. Và với công tác xã hội này đã được làm tốt thì bệnh nhân sẽ được quan tâm và được chăm sóc một cách đầy đủ và nâng cao cái vị thế cũng như là chất lượng điều trị của bệnh viện. Dù vẫn còn đó nhiều khó khăn và những dự định còn ấp ủ, thế nhưng bằng sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, chắc chắn rằng chị Nông Thị Hậu sẽ tiếp tục cùng các đồng nghiệp của mình viết lên những câu chuyện thiện nguyện đẹp, thiết thực, hướng đến người bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, tô thêm hình ảnh đẹp của người thầy thuốc hết lòng vì nhân dân. Chuyên mục gương điển hình tiên tiến của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.